Là ngôi chợ truyền thống có tuổi đời lâu nhất ở Thừa Thiên Huế, chợ Đông Ba bên cạnh vai trò đầu mối giao thương mua bán còn là một điểm du lịch thu hút rất đông du khách. Trong 2 năm trở lại đây, với nhiều giải pháp đồng bộ, chợ Đông Ba đã có nhiều đổi mới mang tính đột phá, trở thành một điểm du lịch mua sắm thân thiện, văn minh, đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dân và du khách. Mặc áo dài để buôn bán vào mỗi dịp cuối tuần đã trở thành thói quen của các tiểu thương ở chợ Đông Ba. Mặc dù trong những ngày thời tiết oi bức, việc mặc áo dài cũng có phần không thuận tiện, nhưng các chị các mê vẫn cố gắng. Vì với họ, đây không chỉ là hoạt động góp phần gìn giữ, lan tỏa hình ảnh về chiếc áo dài Huế, mà còn là cách để họ gây ấn tượng với du khách khi đến tham quan mua sắm, đem lại cho mọi người cảm giác gần gũi, thân thiện và đậm chất Huế. Là thứ bảy hàng tuần là mặc áo dài, điểm thứ nhất là khách rất là đông, mà vô chợ Đông Ba rất là thân thiện. Mà nhất định là coi như ba không hai có, không nói khách, không mặc cả, không treo kẹo, hai có là có chất lượng, có là sản phẩm đặc biệt mà bạn mua lại được. Vì mặc cái ta áo dài đi là khách họ tới là họ mua liền, mình không nói khách là họ rất là thích. Báo lý đưa ra là thứ bảy chủ nhật là mặc áo dài để chị em thân thiện, để khách hàng tới mua niêm yết giá đàng hoàng, cũng không nói khách mua bán đàng hoàng thôi. Họ tới đông, khách ở gia là quen như du lịch tới đông, chợ Đông Ba thân thiện. Lâu nay, chợ Đông Ba vốn mang tiếng là nơi buôn bán chặt chém du khách với nàng nói thách khiến nhiều người khá dè dặt khi đến mua hàng. Nhưng vài năm gần đây, tình trạng này đã được chấn chỉnh. Những mặt hàng bày bán đều được niêm yết giá rõ ràng. Phong cách buôn bán được các tiểu thương thay đổi theo hướng văn minh, không chèo kéo, không nói thách, không gian dối. Những hành vi không đúng chuẩn mực đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Do đó mà hiện nay, trải nghiệm của du khách khi đến mua hàng ở chợ Đông Ba đã rất khác. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của chợ cũng được đầu tư xây dựng và dọn dẹp gọn gàng. Những sự nhếch nhác, chật chội đã không còn. Thay vào đó là những hàng quán ngay hàng thẳng lối để mọi người thoải mái mua sắm. Em thấy là mọi người ở đây rất là thân thiện. Nãy em đi ăn chè thì chị cũng... Nói chung là mọi người kiểu thân thiện, còn hỏi em là đi đường có vất vả không, người các thứ rất là thân thương ạ. Kiểu cảm nhận được cái tình yêu thương của mọi người ở đây. Em thấy giá cả ở đây rất là hợp lý và phải chăng. Kiểu, ví dụ em đã mua một bọc rất là to vì đồ ở đây quá là rẻ và ngon, kiểu cũng chất lượng nữa. Và mọi người ở đây cũng hướng dẫn tận tình là kiểu mua cái này, mua cái kia, nên mua cái gì để về làm quà rồi cái gì đặc sản, rất là vui. Một điểm rất đáng ghi nhận nữa trong hoạt động của chợ Đông Ba đó là ứng dụng công nghệ vào quản lý và phát động phong trào người tốt việc tốt. Hàng trăm trường hợp tiểu thương nhặt được của rơi trả lại người mất đã được ghi nhận. Ban quản lý chợ cũng sẽ trao các phần quà động viên khi bà con làm việc tốt. Nhờ vậy mà hiện nay, môi trường buôn bán ở chợ Đông Ba đã trở nên rất văn minh. Những tên hàng móc túi trộm cướp hầu như không diễn ra, hoặc nếu có thì cũng sẽ được xử lý ngay lập tức nhờ vào hệ thống camera theo dõi được bố trí ở mọi nơi. Thời gian gần đây thì song song với các cái hoạt động chỉnh trang trên địa bàn chợ rồi lập lại công tác trật tự, thì bên cạnh đó thì ban quản lý chợ đã phát động rất là nhiều phong trào đối với bà con tiểu thương. Đó là các cái hành động đẹp của bà con tiểu thương là trong quá trình kinh doanh mua bán, nhặt được những tài sản đánh rơi của khách hàng, cũng như là của bà con tiểu thương lẫn nhau, thì người ta đã đem lên ban quản lý chợ. Thì sau đó thì ban quản lý chợ sẽ qua trích xuất camera cũng có, rồi qua xác minh đối với những trường hợp đánh rơi. Nếu đúng trường hợp đó thì chúng tôi sẽ trả lại cho người được đánh rơi. Thì bên cạnh đó thì ban quản lý chợ cũng đã biểu dương tinh thần gương người tốt việc tốt đối với bà con tiểu thương chợ Đông Ba. Và khi chúng tôi trả lại tài sản là vẫn có sự chứng kiến của người nhặt và người nhận, thì điều đó là rất là công tâm khách quan. Và trên cơ sở đó thì để nhân rộng những vấn đề này, thì ban quản lý chợ cũng đã tuyên truyền trên hệ thống fanpage của chợ đưa những gương người tốt việc tốt. Với đa như vậy thì chợ thì tiếp tục phát triển và nhân rộng cái điểm hình đó thì càng ngày càng được nhân rộng hơn, và đặc biệt thì bà con sẽ tích cực hơn hưởng ứng hơn để phong trào người tốt việc tốt trên địa bàn chợ. Văn minh thân thiện là người Đông Ba, câu khẩu hiệu và cũng là phương châm hoạt động của tiểu thương trong chợ đang được thể hiện rõ nét qua rất nhiều hoạt động. Năm nay là kỷ niệm 125 năm thành lập chợ, nên thực hiện theo sự vận động của ban quản lý, bà con vẫn đang tiếp tục thay đổi để tốt lên từng ngày, cùng nhau xây dựng chợ Đông Ba phát triển vững mạnh là địa điểm buôn bán, du lịch văn minh, thân thiện.